Vâng, Thịnh Nguyên xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thịnh Nguyên Vlog. Kính thưa quý vị, thì sau khi cái thông tin Điền Võ được đăng tải rầm rộ thì chị gái của em, chị Lan cũng đã chính thức quay trở lại sau những cái ngày gọi là mất tích trên mạng xã hội cả nhà. Thì em cũng quyết định làm video này để mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị gái của em, đó chính là chị Lan. Không biết rằng là cái công tác chuẩn bị của chị Lan tới đâu rồi về cái thông tin rồi là phiên phúc thẩm diễn ra ngày 11 tháng 3 đó cô chú anh chị. Chúng ta còn nhớ là Đinh Lan đã từng tuyên bố rầm rộ rằng là sẽ ra tòa, sẽ tranh luận cùng với bà Nguyễn Phương Hằng ngày 21 tháng 9 vừa rồi, và sẽ chuẩn bị là rất nhiều những cái dạy sĩ. Quý vị còn nhớ rằng Đinh Lan đã từng tung tin rằng là mình đã được hỗ trợ dễ sĩ đến từ võ sĩ đến từ Bình Định, rồi nói chung là xe du lịch 16 chỗ, rồi nói chung là cực kỳ ghê gớm lắm. Thì không biết rằng lần này khi mà Đinh Lan đã tuyên bố mình sẽ ra tòa phiên phúc thẩm thì chị ấy đã chuẩn bị tới đâu rồi cô chú anh chị ha. Thì em cũng quyết định làm video này để mà hỏi thăm sức khỏe của chị Lan. Thật ra thì có rất là nhiều quý vị khán giả không thích Thanh Nguyên nói về chị Lan nữa. Không biết là cô chú anh chị đó khi mà comment hoặc là gọi điện cho em nói rằng không thích nói về Lan đó, là không thích về cái khía cạnh nào? Thứ nhất là em nói không hay, hay là mọi người không thích nghe cái thông tin về chị Lan, hoặc là mọi người cảm thấy bức xúc và không muốn nghe bởi vì cứ nói hoài, nói mãi mà chị Lan vẫn cứ dửng dưng. Nói chung là như là nước đổ lá môn đó cô chú anh chị ha. Cho nên là cô chú anh chị cảm thấy rằng là không nên nhắc về chị Lan nữa. Nhưng mà sau những cái ngày vắng mặt trên mạng xã hội, có lẽ rằng đã chuẩn bị cho cái công tác mà Đinh Lan sẽ đến tòa đó cả nhà. Thì em cũng quyết định làm video này hỏi thăm sức khỏe chị Lan. Nếu như cô chú anh chị nào mình cảm thấy nhắc đến cái tên của chị Lan mà quý vị không thích nghe đó ha, thì mời cô chú anh chị có thể là chờ đợi em cái clip sau. Còn clip này đó thì em phải nhắc đến tên chị Lan của em mới được, bởi lẽ rằng là em cũng rất muốn để được biết rằng là cái tình hình cũng như là cái công tác chuẩn bị của chị Lan tới đâu rồi cô chú anh chị. Nào là võ sĩ, rồi vệ sĩ, rồi xe du lịch 16 chỗ, và công tác của luật sư. Bởi vì Đinh Lan cũng có hai luật sư, Đinh Lan có hai luật sư gọi là tên tuổi luôn đó cô chú anh chị. Với bản thân Đinh Lan là người học trong trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh, học online nha, học online, nhưng mà nói chung là cái kiến thức lực của Đinh Lan là vô tận. Có những cái điều luật mà nó không có trong bộ luật hình sự luôn thì Đinh Lan nói chung là vẫn mang vào được cô chú anh chị. Cho nên có thể nói là đối với chị Lan, kiến thức lực là vô tận, vô đối, không có ai có thể sánh bằng. Nói chi cái câu chuyện mà luật sư của Hoàng Ni Văn Sĩ là cùi bắp với chị Lan hết nha cô chú anh chị. Cho nên là ngày 1 tháng 3 này thì công tác chuẩn bị của chị Lan thì nghe thông tin đó thì cũng đã có xe rồi, xe hơi mướn nha. Cùng bên đó là vệ sĩ thì cũng đã được đưa từ Bình Định vô luôn, đi trực thăng từ Bình Định vô tới đây để mà sẵn sàng cho công tác đưa đón Lan đến tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng không biết là ở Gò Vấp có cái chỗ nào đáp máy bay không, đáp trực thăng không nữa, hay là đáp không biết là nó đáp ở đâu rồi. Có lẽ là đáp trên nóc nhà của chị Lan á cả nhà ha. Bởi vì trên nóc nhà của chị Lan thì cũng có cái sân thượng bự lắm, nó sân thượng mà sáng chói luôn á, sân thượng sáng chói luôn. Cho nên là có lẽ là về phía anh võ sĩ Bình Định cũng đã đáp tại sân bay, đáp tại cái nóc nhà của chị Lan rồi cô chú anh chị, đang chuẩn bị cho công tác bảo vệ Đinh Lan. Bởi vì Đinh Lan là nói chung là một nhân vật cực kỳ quan trọng tại cái phiên phúc thẩm lần này. Quý vị, một nhân vật cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Với cái mức yêu cầu bồi thường 3 tỷ của chị Lan, nhiều người cho rằng chị Lan là tham tiền. Nhưng thực chất Đinh Lan không tham tiền đâu quý vị. Đối với 3 tỷ của chị Lan đó, chị Lan chỉ gọi là để gọi là ăn sáng chơi thôi, ăn sáng thôi. Chứ thật ra đối với Đinh Lan 2 năm qua đó cả nhà, tiền vô như nước, cần gì cái 3 tỷ của bộ Phương Hằng của chú anh chị. Thực chất Đinh Lan là đang làm màu mè,
Chị Lan thực chất là chỉ muốn gọi là mình trở thành bị hại thôi, chứ tiền bạc đối với chị Lan đó, mấy năm qua đó người ta đổ về, người ta nói là nói chung là đếm không kịp, từ gọi là kiều hối, từ nói chung là tài khoản đồ các kiểu cũng đà điểu. Những cái câu chuyện Đinh Lan cho mượn tiền này kia cái nọ chỉ là hợp thức quá thôi, người ta trả tiền nợ đồ Lan chỉ là để gọi là hợp thức quá cho cái vấn đề gọi là đổ tiền về thôi, chứ trên thực tế 3 tỷ đồng đối với Lan nói chung là chỉ để ăn sáng thôi cả nhà. Như quý vị thấy rồi, mấy năm trời nay làm gì có đi ra ngoài đâu, làm gì có đi ra ngoài, trốn trong nhà không à, làm gì ra tiền, mất mát cái gì, mất mát cái gì, thiệt hại cái gì mà nói rằng là thiệt hại 3 tỷ đồng, Đinh Lan nói chơi vậy thôi. Chứ trên thực chất 3 tỷ đối với Lan chỉ là nói chung là một gọi là lá mít thôi cả nhà. Đối với Lan là lá mít thôi, chứ thực chất Đinh Lan không có lấy 3 tỷ đâu. Mong muốn của chị Lan đây chính là ta phải trở thành bị hại của bà hàng ta mới chịu. Ta phải trở thành bị hại ta mới chịu. Chứ bây giờ mà không được trở thành bị hại, sau này bảy tố cáo làm sao? Vì phía BC02 đang làm việc làm sao? Cho nên là cô chú anh chị có thể thấy rằng đó, BC02 bây giờ cũng đang rất là khó. Tại sao mà Đinh Lan vẫn còn ở ngoài? Tại vì Đinh Lan vẫn đang kháng cáo cái vụ việc này, và chờ khi mà cái câu chuyện phúc thẩm xong, mà người ta đã kết luận xong, người ta là cho biết là Lan không thể nào cho nên bị hại đó, thì có lẽ rằng cũng sẽ đến cái ngày, đến ngày mà lỗi nói chung là quyết định cái số phận của Lan, của chú anh chị. Chứ nếu như mà thật sự mà Đinh Lan có thể kháng cáo cho thành bị hại thì xem như cái vụ án của bà phải làm lại từ đầu rồi cả nhà. Sai quy định tố tụng, đây là một cái chiêu thức có lẽ rằng là đã có người tư vấn cho Lan rồi, các luật sư tư vấn cho Lan cặn kẽ rồi, đi cái đường vòng, đi cái đường mà nói rằng là mình muốn trở thành bị hại đó, khiếu nại cái tư cách ha, cho tôi thành cái tư cách rồi là bị hại, thì sau đó là Đinh Lan sẽ đưa lên viện kiểm sát nhân dân gọi là tối cao để gọi là kiến nghị lại sai tư cách, sai cái vấn đề tố tụng. Và tất nhiên rồi, đã sai tố tụng thì cái vụ án, cái bản án sẽ bị hủy bỏ luôn. Đó là cái lý do vì sao Đinh Lan tự tin như vậy đó. Lúc nào cũng luôn miệng nói là án phải được hủy bỏ. Nếu mà như hủy bỏ thật sự thì chỉ có sai tư cách tố tụng ngay thời điểm này thì mới có khả năng đó. Cho nên cái cách mà Lan làm có lẽ rằng đã được một số những người bên cạnh Lan tư vấn đặc biệt là luật sư của Lan, luật sư nổi tiếng, luật sư cộng cán. Cho nên là Lan và chị Ni rất tự tin, ngoài việc mà kháng cáo thì còn tố luôn Huỳnh Uy Dũng, tố cáo luôn chồng của bà Nguyễn Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyễn Lễ luôn. Lan còn nói rằng là không phải có mình Lan hay Hằng Ni đâu, mà trong đó có gọi là ông Nguyễn Quang Tuấn gì nữa, Nguyễn Quang Tuấn rồi con trai bà Hằng hay là con trai ông Dũng gì đó của chú anh chị, nói chung là mình không quan tâm. Nhưng mà rõ ràng nói chung là tình hình sức khỏe của em bữa nay hơi không được tốt quá chứ nha. Quý vị khán giả thông cảm nha. Nói về chị Lan của em thì vệ sĩ cũng đã chuẩn bị đủ rồi. Lần này chắc chắn Đinh Lan sẽ đến tòa, không đi đến tòa Đinh Lan sẽ đi đầu xuống đất cho cô chú anh chị xem. Chắc chắn Đinh Lan sẽ tới tòa phúc thẩm. Nói chung là Lan sẽ làm tất cả để được trở thành bị hại của Huỳnh Phương Hằng. 3 tỷ đối với Lan là cái gì? Là cái lá mít thôi. Mọi người đừng có nghĩ là Lan tham tiền nha. Lần này Đinh Lan chắc chắn sẽ đến tòa để mà cùng đối chất với bà Hằng. Quan trọng là có bà Hằng không để đối chất, còn bài có cần thiết để ra phiên phúc thẩm này hay không. Bởi lẽ chỉ là người có quyền lợi cái vụ liên quan thì bà ấy có quyền để mà ủy quyền cho luật sư. Nhưng mà Lan không bỏ cuộc nha. Dù thế nào, xong lần này không được á, Đinh Lan sẽ kiến nghị lên giám đốc thẩm luôn. Đinh Lan sẽ không bỏ cuộc. Đinh Lan muốn kéo dài thời gian để làm cái gì? Để BC02 không được đụng, chưa có đụng được cái Lan. Bởi vì Lan còn đang kiến nghị, nói chung là biết đâu là Lan được gọi là thay đổi tư cách khi nào. Nếu mà giờ tó Lan đó thì sau này là nếu mà Lan trở thành bị hại rồi sao xử lý. Cho nên là làm phải vô cùng cẩn thận, chứ không thôi là để Lan này Lan tố ngược. Lan này kinh lắm cả nhà. Cho nên là mấy ngày hôm nay
Đinh Lan gọi là im lặng. Im lặng không phải là sợ đâu. Trên thực chất Đinh Lan đang chờ đợi, nói chung là diện binh của mình. À, vệ sĩ phải từ Bình Định bay vô rồi thì Đinh Lan mới dám ngôi đầu lên. À, bây giờ dỗi thằng nào đến nhà Lan đi. À, vệ sĩ của Đinh Lan đang ở trên nóc nhà. À, phằng xuống liền. Thằng nào dám ngon, à, Điền Võ bị chi tố 2-7 năm tù rồi đó. Thằng nào ngon giờ đến nhà Lan đi. À, Lan tắm cái đồ dơ vô mặt liền. Lan đồ dơ Lan chuẩn bị sẵn hết rồi. Đinh Lan nói chung là ba cái đồ dơ Đinh Lan đâu có dục bỏ đâu. Lan vú trong nhà luôn á cô chú anh chị. Vú trong nhà nói chung là năm này qua tháng nọ. À, cho nên là bây giờ có sẵn hết trơn rồi. À, đồ dơ Đinh Lan bỏ trong nhà, bỏ trong phòng ngủ luôn. À, nói chung là Đinh Lan không có dục rác rưởi đâu đó, ba cái đồ dơ của Lan đó. Lan để dành sẵn trong nhà chờ mấy thằng YouTube tới đó. Có thằng nào ngon. Bây giờ thằng nào ngon đến nhà Lan đi. Lan nói chung là Lan tung ra mấy năm qua đó, ba cái đồ mà Đinh Lan vú mấy năm qua Lan tung ra hết cho tụi mày xem. Ngon nha. Vệ sĩ giờ bây giờ là 16 thằng rồi. Đứng đen nhà luôn. Còn chuẩn bị là nói chung là xe bọc thép luôn á. Xe là bọc thép nha. Đinh Lan mới gọi là mình dám đi. À, chứ ba xe thường Đinh Lan không đi đâu. Đại gia Canada mà. Lan Canada đại gia mà. À, nhà bây giờ nói chung là vài căn thôi. Ở dưới gọi là Kiên Giang đó. 4 căn biệt thự liền kề. À, mang tên ai? Của Lan đó cô chú anh chị. Nhưng mà biệt thự ở đâu không biết nha. Nói chung là xuống đó tìm thì người ta không biết ngay chỗ đó là có 4 căn biệt thự nào hết cô chú anh chị. Nói chung là cũng nghe cũng rất là thú vị đối với chị Lan. Nhiều người không thích nghe về thông tin của chị Lan cả nhà. À, thật ra là người ta ghen với Lan thôi. Không thích nghe Lan, ghét Lan là chẳng qua là ghen với Lan. Chứ bản thân Lan là cũng như phụ nữ như bao người thôi. Như bao người khác nói chung là cũng đầy đủ bộ phận các kiểu. Nhưng không hiểu sao, tại vì sao mà mấy thằng mà nói chung là nó ngu dốt. Nó quen Lan đã rồi nó bỏ Lan. Cho nên nói chung là bây giờ Lan chỉ một mình. Lan một mình nuôi 4 đứa. 4 đứa 4 thằng luôn á. Nhưng mà không sao. Tất cả mọi thứ đã có Lan đó. Tiền bạc của cải nói chung là Lan chỉ còn ngồi không ở nhà thôi. Cũng có tiền đổ gì gầm gầm. Cho nên là cái vấn đề kinh tế bây giờ là gia đình Lan 4 đứa con Lan nuôi cho ăn học đàng hoàng hết. Không có đứa nào mà nói chung là không được ổn định cả. Sắp sửa sau này nó thành tài hết trơn rồi. Với lại Lan á, Lan là đã truyền cho bọn nó, nói chung là truyền lại tất cả những nói chung là kinh nghiệm sống của mình, kinh nghiệm thượng thừa của mình. Cho nên là sau này tụi nó ra đời chắc chắn là nó không hơn thua, không có thua ai đâu. Cho nên là quý vị khán giả yên tâm về Lan. Còn nếu như Lan có mệnh hệ nào nha, thì còn mẹ của Lan. Mẹ của Lan sẽ nói chung là đi giác đơn đi kiện khắp nơi. Cho nên giờ không ngán mấy YouTube về đâu. 40 thằng Lan chấp hết. 40 thằng còn ít. Vô nữa đi các em. Vô đi. 40 thằng còn ít nha. Thêm nữa đi, thêm nhiều một tí nữa để Lan làm luôn một lần. Có mệnh hệ nào á, Lan gửi mấy đứa con vô Thiền Am bờ vũ trụ. Có ông nội lo. Cô chú anh chị ha. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về Lan. Phiên tòa lần này Lan sẽ có mặt cùng với vệ sĩ và luật sư cùng của mình. Bye bye mọi người nha. Hẹn gặp cả nhà. Lan hẹn gặp cả nhà tại phiên tòa ngày 11 tháng 3. Xin cảm ơn. Xin chào cả nhà. Vâng, cuối thần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị 3 sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị. Bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó, đó chính là nửa lít là 750.000, miễn phí ship. 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750.000 luôn. 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800.000, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. 3 mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì 3 mặt hàng này đều miễn phí ship.
và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.